Dạ, kính chào quý anh chị ạ. Dạ, thưa anh chị, sau đây em xin hướng dẫn cho mình cách nhập liệu dành cho công ty xây dựng. Và đối với bên công ty xây dựng thì thường mà khi mà tính giá thành thì mình sẽ tập hợp theo công trình. Và mình công trình này mình sẽ xây dựng như thế nào và công trình kia mình sẽ xây dựng như thế nào và cách theo dõi như thế nào. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị trực tiếp trên phần mềm misa.net 2017 không ạ? Dạ, kính thưa anh chị thì lúc nãy em có hướng dẫn cho mình một số cái về cái phân hệ ở cái ca trước đó thì em đã hướng dẫn qua giống như là về quỹ ngân hàng mua hàng và lập một số như là chứng từ mình khai báo như công cụ dụng cụ tài sản cố định về phần tiền lương đó ạ. Thì bây giờ là em sẽ hướng dẫn cho mình đối với phân hệ giá thành. Thì phân hệ giá thành nếu mà ở trên phần mềm ở trên cái bàn làm việc này anh chị không thấy cái phân hệ đó thì cũng có thể là nó đang nằm ẩn ở những cái biểu tượng nhỏ ở phía dưới thì anh chị cũng có thể kéo cái khung lên rộng để cho nó hiển thị lên cái tab giá thành nha anh chị. Thì đối với phần xây dựng, đối với công ty xây dựng thì bên phần giá thành sẽ tính theo dõi theo công trình. Thì bên cái công trình khi mà anh chị bấm vào ở bên phần hệ giá thành nó sẽ hiển thị cho mình các cái tab phương pháp tính giá thành khác nhau. Thì ở đây anh chị sẽ tiếp vào giúp em cái tab là công trình nhé. Thì đối với theo một cái quy trình khi mà mình tính giá thành ra công trình thì mình sẽ có các cái bước như thế này ạ. Thì đầu tiên anh chị sẽ xác định kỳ tính giá thành và mình sau khi mà xác định xong thì nó sẽ tập hợp những cái khoản chi phí hoặc là những cái mã mà công trình anh chị có tập hợp ở trong chứng từ thì nó sẽ tập hợp để có thể tính được cái giá thành. Và tiếp theo đó nó chính là cái phần như là phân bổ chi phí chung. Và phân bổ chi phí xong là mình sẽ có cái phần kết chuyển chi phí. Và phần kết chuyển chi phí này chính là cái trường hợp như là nếu như bên anh chị theo thông tư 133 thì nó sẽ không có cái bước kết chuyển chi phí này nhé. Còn theo thông tư 200 thì mình sẽ có cái bước kết chuyển chi phí này. Là mình tại vì thông tư 200 mình sẽ đưa vào trong cái tài khoản là loại 6 và sau đó là mình sẽ kết chuyển chi phí đưa sang cái tài khoản 154. Còn trong cái theo thông tư 133 thì ở cái bước này mình đã tập hợp ở trên tất cả những cái chứng từ là theo thông tư theo cái tài khoản 154 rồi nên anh chị sẽ không cần phải có cái bước kết chuyển chi phí nữa. Thì bước kết chuyển chi phí này chỉ dành cho trường hợp theo thông tư 200 thôi nha anh chị. Thì xong cái bước kết chuyển chi phí này xong là mình sẽ đến cái bước nghiệm thu công trình. Thì bây giờ là em sẽ hướng dẫn trực tiếp và các cái thao tác trước khi mà mình lập cái kỳ tính giá thành này. Thì anh chị cũng có thể là mình sẽ vào trực tiếp ở bên cái tab công trình và anh chị nếu mà muốn biết cách tính như thế nào thì anh chị sẽ bấm giúp em phím giúp ở trên này nhé. Thì lúc này nó sẽ hiển thị lên cho anh chị một cái trang tài liệu và anh chị sẽ xem giúp em bên góc trái này, mình sẽ bấm vào trong cái dòng hướng dẫn nghiệp vụ ở cái bước 5 này và tìm đến cái phân hệ giá thành. Anh chị sẽ chọn lên giúp em là bên cái tính giá thành theo công trình và vụ việc và chọn cái thông tư tương ứng với bên đơn vị mình. Thì ví dụ như bên em mà đang theo áp dụng theo thông tư 200 thì em sẽ chọn. Và ở đây nó sẽ có các cái bước để anh chị có thể là khai báo để mình bắt đầu tính được cái kỳ tính giá thành đó. Thì nó sẽ có bước 1 khai báo nguyên vật liệu. Thì cái này là em đã có những cái ca trước thì em đã có hướng dẫn cho mình việc khai báo nguyên vật liệu, khai báo công trình và hạng mục công trình rồi. Và bây giờ là mình chỉ làm tiếp những cái bước như là bước xuất kho nguyên vật liệu là như thế nào ở trên phần mềm và các hạch toán cái chi phí phát sinh này, rồi sau đó mình mới đến xác định kỳ tính giá thành và thực hiện tính giá thành. Thì khai báo nguyên vật liệu và khai báo cái công trình này thì hôm bữa là bên em đã hướng dẫn cách làm rồi, thì anh chị có thể đi khai báo, anh chị có thể xem lại cái video clip trước đó là em đã hướng dẫn ở cái ca đầu tiên đó. Thì anh chị có thể xem để theo dõi là mình biết cách tạo những cái công trình như thế nào. Và khi mà anh chị tạo xong và mình khai báo những cái nguyên vật liệu của mình xong rồi thì mình đến cái bước tiếp theo là anh chị sẽ xuất kho nguyên vật liệu. Thì các bước xuất kho thì anh chị sẽ vào bên phân hệ kho, em có tập hợp ở đây, anh chị vào bên phân hệ kho và tên bên tab nhập xuất kho và chọn chức năng thêm. Và lưu ý là vì mình là bên xây dựng nên anh chị sẽ mình xuất cái những cái
nguyên vật liệu ra để mình sản xuất, để trong áp dụng cho cái việc xây dựng cái bên cái công trình, thì anh chị sẽ chọn giúp em. Ví dụ anh chị muốn làm cái phát xuất, anh chị sẽ bấm chuột phải bằng trong cái tab là nhập xuất kho và bấm vào trong cái bên cái từ thêm này, nó sẽ có cái mũi tên, mình chỉ có thể chọn xuất kho ở đây hoặc là có thể trực tiếp ở bên góc trái màn hình ở đây ạ. Và bên cái phía xuất kho này anh chị sẽ chọn giúp em là cái loại chúng ta là loại 2 là loại sản xuất. Người nhận thì anh chị có thể chọn tương ứng. Lý do là xuất sản xuất. Ví dụ như anh chị lập một cái phiếu xuất công suất cho bộ phận bên dự án ngăn trươi này. Và mình điền cái đầy đủ thông tin ở bên cái thông tin chung. Và anh chị sẽ lưu ý chọn giúp em bên cái ngày hạch toán công chứng thường này nữa. Dạ rồi, khi mà lập xong ở phía dưới cái phần hàng tiền này, anh chị sẽ xác định những cái mặt hàng mà anh chị xuất cho cái công trình dự án ngành chuyên này của mình. Ví dụ như nó là mã ngành chuyên. Rồi anh chị sẽ đưa vào trong cái tài khoản nợ của sáu, cái tài khoản 621 và có 152 này, số lượng là ví dụ em sẽ chọn là 4.500. Và cái thứ hai cũng vậy. Cái này em chọn hai dòng là em xác định ra chi tiết là cái công trình nào tương ứng với cái mã hàng nào, thì cái này là em ví dụ em chọn như thế. Rồi. Thì khi mà anh chị chọn ở cái tab hành tiền như thế này thì cái đơn giá và thành tiền nó vẫn chưa có hiển thị lên, là vì do là bên em đang sử dụng theo phương pháp tính giá xuất kho bình quân cuối kỳ, nên anh chị cứ cuối tháng hoặc cuối quý hoặc là cuối năm anh chị sẽ tính giá xuất kho, thì ở đây nó mới cập nhật lên cái đơn giá vốn cho mình. Còn như trong trường hợp anh chị sử dụng các cái phương pháp như là phương pháp bình quân tức thời, giá đích danh, nhập trước xuất trước, thì khi mà anh chị bấm ghi sổ thì nó sẽ tự động nó tính tính cái đơn giá, nó hiển thị lên cho anh chị trên cái cột đó luôn. Và khi mà anh chị chọn xong những cái mặt hàng ở đây rồi, mình sẽ sang cái tab tiếp theo là tab thống kê. Thì bên này anh chị sẽ xác định cái đơn vị gì mình đang nhận là đơn vị nào, ví dụ như là ngành trưa thì anh chị sẽ chọn tương ứng ở đây, và lưu ý giúp em là chọn cái công trình nữa nha. Thì vì cái này mình sẽ muốn đưa lên bên cái phần tính giá thành, anh chị sẽ chọn giúp em công trình. Ví dụ như hai cái mặt hàng giống nhau này, em sẽ chọn cho hai cái công trình. Đây hai công trình con của cái đơn vị ngành chui. Rồi khi mà anh chị kiểm tra xong thì đủ các cái thông tin rồi, mình sẽ bắt đầu mình bấm cấp. Thì lúc này nó sẽ báo là tài khoản 621 và theo dõi theo đối tượng tập hợp chi phí và chứng từ thiếu đối tượng tập hợp chi phí, bạn có muốn ghi sổ không? Thì nếu mà anh chị muốn tập hợp theo đối tượng tập hợp chi phí 621 thì anh chị sẽ khai báo, mình sẽ bấm Z. Em xin lỗi, mình sẽ bấm No để mình khai báo. Còn nếu mà anh chị bỏ qua luôn á, mình đã tập hợp vào công trình rồi, anh chị không muốn theo dõi theo đối tượng tập hợp chi phí, thì mình sẽ bấm Z để ghi sổ luôn ạ. Đây, nó sẽ ghi sổ luôn cho anh chị. Đấy đó, đó chính là cái phần cảnh báo cho anh chị thôi ạ. Rồi khi mà anh chị lập xong bước này, ví dụ như tương tự như những cái công trình khác, anh chị cũng có thể lập tương ứng luôn nha. Thì em ví dụ như ở đây em sẽ thêm một cái đối với cái công trình, em xin lỗi, đóng lại, xuất kho, sản xuất. Bây giờ xem cái xong bài và xuất cho xuất sản xuất này. Và anh chị sẽ chọn cái khoảng thời gian. Rồi, nên anh chị sẽ xác định giúp em các mặt hàng. Nếu
Nếu mà anh chị muốn xem được cái số lượng tồn của cái này nó thuộc cái kho nào thì anh chị có thể bấm vào trong cái dòng mã hàng mà mình bấm Control F2 trên bàn phím thì anh chị sẽ xem được cái mặt hàng bên cái kho này nó có tồn tại thời điểm hiện tại là bao nhiêu. Mình có thể xem được cái số lượng tồn và tương ứng của nó. Đây rồi. Ví dụ như anh chị xuất 500 và tương ứng như cái mặt hàng tiếp theo. Rồi khi mà anh chị chọn xong rồi mình sẽ xác định tiếp ở bên cái phần tất ok này mình thuộc đơn vị nào. Sẽ chọn tương ứng giúp em và công trình cũng vậy luôn ạ. Ví dụ công trình ở sông Bạc này cái thép mà cái lưới thép hàng này của mình sẽ là đưa vào trong cái công trình hạng mục công trình là cửa nhận nước và cái thép OC này mình sẽ đưa vào trong cái tháp điều hòa. Em ví dụ như thế chị sẽ tập hợp tương ứng với cái mặt hàng này với công trình nào để cho nó có thể đưa lên trên cái phần tính giá thành và sau đó chị sẽ bấm cất. Nó sẽ cảnh báo như là mình bấm bỏ qua luôn. Và anh chị lưu ý giúp em khi mà mình bấm cất xong và để nó đem lên được cái phần mà chị tính giá thành thì anh chị sẽ thấy như ở trên đây là danh sách nhập xuất kho, mình sẽ nhìn thấy cái tổng tiền nhưng những cái phí xuất này nó đang ở không và nó chưa có số liệu. Thì dẫn đến trường hợp khi mà chị tính giá thành đó, mình đã tính cái giá thành nhưng mà nó không có lên cái giá trị thì anh chị sẽ lưu ý giúp em trước khi mình tính giá thành anh chị sẽ tính giá xuất kho các cái phiếu xuất sản xuất này giúp em nhé để cho nó lên giá trị. Thì anh chị có thể bấm vào giúp em bên cái phân hệ kho này và chọn tính giá xuất kho, hay là anh chị cũng có thể vào nghiệp vụ phân hệ kho và tính giá xuất kho trực tiếp ở trên này ạ. Khi mà anh chị chọn, mình có thể chọn từng cái mặt hàng để mình tính hoặc là có thể chọn tất cả các cái mặt hàng liên quan. Thì ví dụ như em tính giá thành ở tháng 1 thì em sẽ tính giá xuất kho liên quan đến tháng 1. Và kỳ tính của em là em sẽ chọn vào theo tháng. Ở đây thì anh chị khoảng thời gian ở phía trên thì cũng có thể, ví dụ như anh chị tính từ tháng 1 đến tháng 4 đi. Là anh chị cho anh tự nhập tay cái khoảng thời gian ở đây và kỳ tính giá anh chị sẽ chọn vào tháng thì nó hiểu là cái giá đó anh chị tính là tính theo tháng nha anh chị. Vậy ở đây là nó có thể theo quý hay là theo năm thì anh chị cứ thể chọn tương ứng. Thì anh em sẽ chọn theo tháng và tính giá theo kho. Sau đó sẽ bấm thực hiện. Thì máy nó sẽ báo là bạn có muốn sao lưu dữ liệu kế toán không thì anh chị sẽ bấm yes giúp em nhé. Thì cái này này cũng đảm bảo cho cái dữ liệu của mình nó giống như là nó lưu lại cái dữ liệu trước khi mà anh chị tính giá. Anh chị sẽ bấm hoàn thành. Ok, thì nó báo hoàn thành. Rồi em sẽ kết thúc. Thì bây giờ anh chị có thể nạp lại dữ liệu. Đây là dữ liệu thì cái tổng tiền những cái tiền mà của cái phiếu xuất sản xuất của mình nó đã cập nhật lên cái đơn giá vốn rồi. Thì sau khi mà anh chị làm xong ở cái bước này thì đến cái bước tiếp theo đó là bước tiếp theo mình sẽ hạch toán các cái khoản phát sinh chi phí. Thì phần này nó cũng có nằm ở trên cái phần mà trợ giúp mà lúc nãy anh chị bấm phím F1 ở trên bàn phím ấy. Đây. Bước tiếp theo anh chị có thể bấm vào dấu cộng tương ứng ở đây nó sẽ có hướng dẫn cho mình và video clip hướng dẫn rồi. Thì anh chị sẽ lập mà ví dụ như hạch toán những chi phí lương nhân viên hay là chi phí điện nước hay những chi phí nào phát sinh liên quan đến cái công trình. Thì ví dụ như đến cái phần hạch toán lương này anh chị có thực hiện cái phần mà tiền lương ở trên phần mềm á, thì anh chị sẽ làm trực tiếp ở trên đây và nó sẽ có cái phần tự động hạch toán lương. Còn nếu mà anh chị không sử dụng cái phần hệ tiền lương này thì anh chị cũng có thể là mình sẽ vào bên chứng từ nghiệp vụ khác và mình sẽ bấm thêm chứng từ nghiệp vụ khác trên này và mình sẽ chọn là hạch toán chi phí lương nhân công. Anh chị có thể ghi mà mình sẽ điền đầy đủ các thông tin ở phía dưới này và anh chị sẽ lưu ý cái này mình cũng có thể mình lập được ở bên phân hệ quỹ hoặc phân hệ ngân hàng hay là bên phân hệ tổng hợp. Thì bên phân hệ tổng hợp thì nó cũng khá là mình nó đang nó dễ sử dụng, anh chị cũng có thể định khoản như ở đây mình đưa vào trong các tiền mặt cũng được luôn. Và thay vì anh chị làm bên quỹ thì mình làm bên cái chứng từ nghiệp vụ khác cũng được luôn nhé. Ví dụ như đây anh chị sẽ đưa vào 622 và có của 34 đi thì em ví dụ như 80. Số tiền là bao nhiêu thì anh chị sẽ nhập tương ứng ở đây ạ. Ví dụ như là 15 triệu. Rồi, tương tự như là cái phần mà toán chi phí điện nước hay là chi phí như thế nào thì anh chị sẽ chọn tương ứng cái tài khoản ở phía dưới này.
ví dụ như đây là 9 triệu nữa. Đó thì tương tự anh chị có thể ở đây và lưu ý, nếu mà anh chị biết được cái khoản chi phí lương đó, ví dụ như chi phí 622 này của mình là của công trình nào, thì anh chị có thể kéo về phía sau cùng này, mình sẽ đưa thẳng vào trong cái công trình đó. Hoặc là anh chị có thể là để trống, nếu mà mình không xác định được cái khoản này là của công trình nào, thì anh chị có thể để trống, thì về sau khi mà mình tính giá thành, nó sẽ đưa vào trong cái phần chi phí phân bổ chung. Thì anh chị sẽ lưu ý, nếu mà mình biết rõ là của công trình nào, thì có thể là mình sẽ định khoản hai dòng. Ví dụ như 622 mình sẽ chia cái số tiền ra là số tiền A đó là của công trình ngàn chui, và cái B đó là của công trình sông Bạc. Thì có thể là anh chị sẽ chia ra như thế. Thì cái này em sẽ đưa vào chung, vì khi phân bổ nó sẽ có cái phần phân bổ chi phí chung, để nó sẽ tự động nó chia ra cho các công trình. Để anh chị ở đây mình sẽ kiểm tra các cái thông tin đầy đủ nhé. Em ví dụ như cái ngàn chính từ như thế. Rồi. Và khi mà anh chị lập xong những cái chứng từ nghiệp vụ khác này rồi, mình sẽ bắt đầu đến bước tiếp theo là mình sẽ tính giá thành. Đây, anh chị có thể dựa theo các cái phần hướng dẫn ở đây ạ. Ở đây nó có hướng dẫn cụ thể cho mình rồi ạ. Đây, nó có lưu ý khi hạch toán chứng từ chi phí phát sinh, nếu xác định được chi phí phát sinh cho công trình và hạng mục công trình nào, thì chọn cái thông tin tại công trình hoặc là bỏ trống nếu chưa xác định. Thì nếu mà bỏ trống thì nó sẽ đưa vào trong cái phần phân bổ chi phí chung. Và đến bước tiếp theo là bước tính giá thành, là anh chị sẽ vào bên cái phân hệ giá thành và mình sẽ xác định cái kỳ tính giá thành nhé. Thì đây em sẽ có tập hợp tính giá thành theo công trình, thì anh chị sẽ vào xác định kỳ tính giá thành. Thì đầu tiên mình sẽ vào trên cái phần mềm Visa và anh chị sẽ chọn giúp em bên cái tách giá thành vào bên cái tách công trình. Và ở đây đầu tiên thì anh chị sẽ lưu ý giúp em ở bên cái góc trái này, nó sẽ theo một cái quy trình từ bước 1 đến cái bước 6, nhưng mà thường khi tính giá thành anh chị sẽ quan tâm giúp em từ bước 1 đến bước 4 này nha, để cái mình làm có thể làm trọn vẹn trong cái kỳ tính giá thành. Thì anh chị sẽ làm theo thứ tự từ một theo bước 1 đến tăng dần đến cái bước bước 4. Ví dụ như bước 1 xong thì sẽ xác định tới bước 2, và sau đó là bước 3, và sau đó bước 4. Và tương tự nếu mà anh chị muốn xóa cái tính giá thành thì mình sẽ xóa từ bước 4 và vòng ngược lại đến bước 1. Xóa bước 4 và xong bước 3 và từ bước 2 hoặc là bước 1, anh chị sẽ xóa ngược lại, chứ không mình không có xóa từ bước 1 đến bước 4 nha anh chị. Nó sẽ có một cái quy trình lập tiếp theo cái công trình. Rồi là bây giờ là anh chị sẽ bắt đầu cái bước đầu tiên là mình sẽ xác định kỳ tính giá thành. Anh chị chọn cái ở cái thứ tự trên này, hoặc có thể bấm thêm trực tiếp ở trên cái nút thêm ở đây. Và khi nó sẽ hiện ra cho anh chị một cái bảng tính giá thành. Ở đây anh chị sẽ chọn giúp em là kỳ tính, ví dụ như anh chị tính ở tháng 1 thì mình sẽ chọn tương ứng ở tháng 1. Đây. Và cái tên này anh chị cũng có thể đặt lại như thế nào để mình có thể dễ phân biệt, hoặc là có thể để như thế này để mình biết được cái ngày nào đến ngày nào. Sau đó anh chị sẽ bắt đầu bấm lấy dữ liệu. Mình sẽ bấm lấy dữ liệu ở trên này để em xem thử là em đã có phát sinh chưa. Anh chị sẽ chọn khoảng này, mình bấm lấy dữ liệu. Thì do là em đã có lập cái chứng từ nên khi mà anh chị bấm lấy dữ liệu nó không có hiện lên cái công trình phát sinh trong kỳ, nên em sẽ xóa nó đi nhé. Và thì em ví dụ lại, anh chị sẽ bấm thêm. Rồi lúc này mình sẽ chọn cái tháng mà có phát sinh là tháng 1. Bấm lấy dữ liệu. Thì như ở đây anh chị sẽ thấy nó sẽ có hiển thị lên cho mình những cái mã có phát sinh ở trong kỳ. Như đây là những cái mã công trình, hàng chui và sông Bạc. Và ví dụ như anh chị có một số cái mã công trình khác mà muốn lấy lên thì anh chị có thể bấm chọn ở đây. Thì những mã nào ở đây nó không có phát sinh, nó không có hiện ở trực tiếp ở bên kia, thì nếu mà anh chị muốn theo dõi luôn cái mã công trình, ví dụ như là ở tháng trước anh chị có phát sinh những cái mã này rồi và tháng này anh chị muốn theo dõi, thì có thể tích ra bên ngoài, bấm đồng ý, thì nó sẽ hiển thị thêm một cái mã là bảng màu như thế này. Và anh chị ví dụ như mình không muốn nó lên ở trong cái phần kỳ tính giá thành này, anh chị có thể bấm vào trong dòng đó và mình bấm loại bỏ, thì nó sẽ loại bỏ và nó quay ngược về ở bên cái danh sách chọn ở bên này. Vậy rồi, thì ở đây là nó đã có một số cái công trình mà mình cần tính, và sau đó anh chị sẽ bấm cất. Rồi, ở đây anh chị muốn xem được cái kỳ tính đó thì em có thể bấm nạp lấy dữ liệu ở đây. Rồi nó sẽ hiển thị lên cho anh chị cái phần xác định lúc đầu. Và bước tiếp theo mình sẽ thực hiện cái bước 2 là chọn cái phân bổ chi phí chung ở đây. Hoặc là anh chị có thể bấm chuột phải vào trong cái dòng
những cái kỳ tính này, và anh chị sẽ bấm phân bổ chi phí chung. Nó sẽ có hai cách để bấm. Rồi thì ở đây anh chị sẽ thấy các cái tài khoản 622, 6234, 6271, 6273 nó có nằm ở trên cái tài khoản này. Và ở trong đây nó sẽ có các cái tỷ lệ phần trăm phân bổ cho từng kỳ á. Thì nếu mà anh chị có ví dụ như là cái công trình này, cái tài khoản này mình chưa có phân bổ hết 100% mà chỉ phân bổ 80%, thì anh chị có thể nhập cái tương tự là 80% ở đây, thì cái số phân bổ kỳ này nó sẽ tự động nó xác định. Còn nếu mà phân bổ hết thì anh chị sẽ chọn 100%. Và anh chị sẽ lưu ý, nếu mà bên mình thuộc cái tiêu thức phân bổ nào thì sẽ chọn tương ứng nha. Thì ở đây em đang chọn theo cái nguyên vật liệu trực tiếp. Còn nếu mà anh chị có chọn như là doanh thu hay là chi phí trực tiếp hay là nhân công trực tiếp thì sẽ chọn tương ứng ở đây nè. Và công trình thì anh chị có thể xem được là nó đang tập hợp trên công trình nào. Và bên cái cột cuối cùng là chi tiết các chứng từ, anh chị có thể bấm xem đây là mình xem những cái tài khoản liên quan đến 622 này là có nằm trên chứng từ nào, thì mình có thể bấm chụp ảnh ở đây mình xem được ạ. Rồi khi mà anh chị xem các đầy đủ thông tin ở cái phần mà xác định chi phí phân bổ, và sau đó thì sẽ bấm phân bổ để mình anh chị thấy kết quả phân bổ phía dưới đây nó tỷ lệ của nó đang ở cái chế độ là 0% hết rồi. Thì khi mà anh chị bấm phân bổ thì nó sẽ tự động nó chia cho mình cái số lượng tỷ lệ phân bổ luôn ạ. Rồi thì anh chị sẽ kiểm tra cái số liệu ở đây và mình sẽ bấm tắt. Lúc này là máy báo là các dữ liệu thành công, anh chị sẽ bấm ok. Thì ở đây mình đã xác định được cái bảng phân bổ chi phí chung. Thì khi mà anh chị phân bổ xong á, phía dưới đây nó sẽ có hiển thị lên cho anh chị cái bảng phân bổ chi phí chung mà. Thì có thể là mình xem chi tiết ở phía dưới này nó đã phân bổ cho anh chị cái số tiền. Ở đây mình sẽ có xem hai tab, tổng hợp chi phí và bảng phân bổ chi phí. Anh chị có thể xem hai cái tab như thế này. Và đến cái bước tiếp theo mình đã phân bổ chi phí chung rồi, nó có phần hướng dẫn này cho anh chị. Rồi. Và đến bước tiếp theo là bước kích chuyển chi phí. Cái bước kích chuyển chi phí này là dành trong cái trường hợp anh chị đang theo thông tư 200. Thông tư dữ liệu đang theo thông tư 200. Thì nếu mà theo 133 thì nó sẽ không có cái bước kích chuyển chi phí này ạ. Rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp cái bước thứ ba, anh chị sẽ bấm vào đây. Mình sẽ chọn đúng với kỳ tính nhất thành mình đang muốn kích chuyển chi phí, anh chị sẽ bấm đồng ý. Thì lúc này ở trên đây anh chị sẽ thấy nó hiển thị lên cho mình một cái bảng và nó có kích chuyển cái số những cái tài khoản loại xấu đầu xấu của mình sang cái tài khoản 154. Nó kích chuyển sang cái tài khoản 154 hết cho mình luôn ạ. Anh chị sẽ kiểm tra lại cái số liệu của nó và sau đó anh chị bấm kích thôi. Thì những cái phần nào mà anh chị có theo dõi thì đối tượng tập hợp chi phí thì sẽ chọn giúp em. Còn không, nếu mà anh chị không có theo dõi thì mình sẽ bấm Z để ghi sổ luôn. Dạ rồi. Và ở trên đây anh chị sẽ thấy có một cái phần nó khá là lạ, đó là cái phần duyệt. Và anh chị không hiểu cái duyệt này là như thế nào. Thì cái duyệt này nó sẽ bao gồm những cái danh sách mà anh chị kích chuyển chi phí ở trong năm. Thì ở đây anh chị ví dụ như là anh chị muốn xóa các cái chuyển chi phí của cái tháng tháng sau hay là tháng trước đó, thì mình có thể vào duyệt này, mình bấm đến cái chứng từ, có thể mở lên được chứng từ đó và mình bỏ đi và mình xóa. Ở đây nó sẽ làm nó chứa những cái danh sách có phát sinh liên quan đến cái phần kích chuyển chi phí. Thế đây anh chị cũng có thể là mình in được cái chứng từ kế toán ở đây ạ. Và khi mà anh chị đã lập xong cái phần kích chuyển chi phí xong rồi, mình đến cái bước cuối cùng đó là nghiệm thu công trình. Anh chị sẽ bấm bước 4. Thì ở đây nó sẽ có cái kỳ tính giá thành, anh chị sẽ chọn cái kỳ tính mà mình đang cần nghiệm thu. Rồi anh chị sẽ bấm lấy dữ liệu nha. Thì như đây anh chị sẽ đang thấy là số chưa nghiệm thu nó đang về 0. Và anh chị bấm lấy dữ liệu. Thì lúc này nó sẽ cập nhật cái số liệu của cái kỳ tính giá thành đó. Ví dụ như anh chị muốn tính hết thì anh chị sẽ bấm tích những cái mã công trình mà có liên quan đó. Rồi mình sẽ bấm đồng ý. Hoặc là có thể tích chọn từng cái. Rồi lúc này ở trên đây nó cũng hiển thị lên cho anh chị và nó sẽ tự đưa ra cái phần nghiệm thu của công trình này của mình ạ. Anh chị sẽ kiểm tra các thông tin rồi mình sẽ bấm cất ở đây. Thì ở đây nó cái phần duyệt này nó cũng sẽ hiển thị lên cho anh chị cái danh sách nghiệm thu công trình. Thì ví dụ như anh chị sẽ lập tới tháng 5 rồi, nó sẽ hiển thị lên cho anh chị cái tháng 5 ở trên này luôn ạ. Rồi em sẽ đóng lại.
Thì cái này là mình đã vừa tạo xong đối với cái phần tính giá thành rồi ạ. Còn đối với những cái bảng này thì anh chị có thể là mình sẽ xem được cái báo cáo, một cái bảng bảng tập hợp các yếu tố này. Nó sẽ báo cáo ra cho mình những cái số liệu mà anh chị vừa tính xác định ở cái bước đầu. Rồi, khi mà anh chị ví dụ như anh chị muốn xem khi mà tính cái công trình xong, anh chị muốn xem những cái danh sách cách chuyển chi phí thì mình sẽ có một cách nữa. Anh chị sẽ vào bên kỳ tính giá thành và chọn cái quy trình. Mình chọn đến cái phương pháp tính giá thành mình đang cần tìm những cái danh sách như chi phí trả trước hay là nghiệm thu. Thì anh chị có thể bấm chuột phải vào đây, mình sẽ chọn được cái danh sách cách chuyển chi phí. Sẽ nằm ở trên này ạ. Và tương tự như là cái nghiệm thu công trình cũng vậy. Đây, nó sẽ có cái danh sách cho anh chị. Thì về phần này, ví dụ như anh chị làm bên cái kỳ tính giá thành này rồi, và khi mà anh chị bổ sung một số cái thông tin của cái tháng 1 đó, và khi anh chị đã tính giá thành rồi và sau đó chị bổ sung cái một số cái phát sinh và anh chị muốn tính lại, thì anh chị muốn xóa cái kỳ tính giá thành đó nhưng mà nó không xóa được. Thì ví dụ như trong cái trường hợp lúc này em có anh chị lưu ý ấy, ví dụ như anh chị muốn xóa trực tiếp luôn thì sẽ có cái phần cảnh báo là bên đây đã được lập bảng phân bổ chi phí chung, cứ xóa thì sẽ bị xóa, thì anh chị vẫn bấm làm nhé. Nhưng mà nó sẽ báo như thế này là nguyên nhân đã có chứng từ kết chuyển và nghiệm thu công trình rồi, thì bạn phải xóa những cái chứng từ nghiệm thu công trình và kết chuyển trước thì mình mới xóa được cái kỳ tính giá thành này. Thì anh chị sẽ vào là anh giúp em ở bên cái danh sách, có thể là anh chị bấm trực tiếp ở đây rồi mình mở lại. Đó, mình mở lại đây và anh chị có thể bấm bỏ ghi và xóa luôn, và có thể vào bên cái danh sách này là mình xóa từng cái có liên quan đến cái công đến cái giá thành mà anh chị cần xóa. Mình xóa hết rồi mình mới xóa được cái phần kỳ tính giá thành này nha anh chị. Khi mà anh chị ví dụ như thì em ví dụ như xóa luôn trực tiếp cho anh chị luôn, mình sẽ dễ thao tác hơn. Ví dụ ở đây, ví dụ như là anh chị sẽ vào bên cái bảng này rồi mình sẽ bấm quay hoãn về hoặc là bấm duyệt ở đây, mở đến cái chứng từ đó, anh chị sẽ bấm bỏ ghi và xóa, xóa dần dần từ cái nghiệm thu trước rồi sau đó mới tới phần kết chuyển chi phí nha anh chị. Phần kết chuyển chi phí này cũng có thể vào bên cái quy trình mình chọn đến cái danh sách và hình mạch thời gian, và anh chị sẽ bấm bỏ ghi và xóa. Thì cái lúc này ở bên cái phần kỳ tính giá thành của anh chị nó mới có lên cho anh chị được. Đây, em sẽ ví dụ em xóa nha. Thì lúc này nó mới xóa cho anh chị được nha. Thì mình sẽ xóa theo cái thứ tự nghiệm thu trước và quay về cái bước 1. Còn khi mà lập thì mình lập từ bước 1 đến cái bước 4. Vậy em lập lại để mình kiểm tra báo cáo được. Anh chị lưu ý nếu mà anh chị có đã tính giá thành rồi mà có lập bổ sung một số chứng từ thì anh chị sẽ tính lại giá thành để cho nó cập nhật lại cái số liệu hiện tại anh chị vừa sửa nha. Nếu như vậy cái số liệu của mình nó sẽ đúng hơn. Rồi khi mà anh chị lập xong thì mình có thể là mình sẽ kiểm tra được một số cái báo cáo, thì có thể kiểm tra trực tiếp trên cái phân hệ giá thành và báo cáo phân tích ở đây. Anh chị có thể chọn báo cáo, nó sẽ có 10 cái báo cáo anh chị cần kiểm tra. Hoặc là anh chị có thể kiểm tra trực tiếp bằng cách anh chị vào bên cái phân hệ báo cáo ở trên này ạ. Rồi, mình sẽ vào bên phân hệ giá thành. Thì ở đây, anh chị có thể là mình sẽ theo dõi được một số cái báo cáo. Ví dụ như là anh chị muốn biết được cái lãi lộ của công trình, thì ở đây nó sẽ có hai cái bảng, như là báo cáo tổng hợp lãi lộ theo công trình và báo cáo chi tiết lãi lộ theo công trình. Anh chị có thể chọn tương ứng ở đây. Ví dụ như tổng hợp, em sẽ chọn vào tháng 1. Anh chị sẽ chọn đến cái có liên quan đến cái công trình của mình. Đó. Thì ở đây nó sẽ hiển thị lên cho anh chị là cái báo cáo tổng hợp của mình nó có lãi lỗ như thế nào. Nó sẽ hiển thị lên cho anh chị. Mình có thể là mình theo dõi, hoặc là anh chị có thể là
mình bấm link chuột trực tiếp vào trong đây, mình xem những cái chứng từ phát sinh mà chi tiết nó sẽ hiển thị cái phần mà chi tiết lại lỗi theo công trình luôn. Anh chị cũng có thể là mình theo dõi em trên các cái báo cáo như thế này nhé. Ở đây nó cũng có báo cáo chi tiết lại lỗi nè. Mình chỉ có thể hiển thị theo mẫu dọc hay mẫu ngang. À, ví dụ như em mở tháng 1. Đó, nó sẽ có cái phần chi tiết cho anh chị từng cái tên công trình luôn. Và ở trên đây anh chị có thể in ra trên cái giấy riêng để mình kiểm tra. Bằng cách anh chị sẽ xác định cái khổ giấy ở phía dưới này, mình bấm đồng ý. Rồi nó sẽ có cái phần dạng cho mình. Anh chị cũng có thể xuất ra Excel bằng cách ở trên này luôn ạ, hoặc là PDF. Thì anh chị cũng có thể theo dõi giúp em các cái báo cáo ở trên cái phần hệ giá thành này nhé. Thì ở trên đây nó cũng khá là hay. Anh chị cũng có thể tổng hợp được cái nhập xuất kho theo cái đối tượng như là công trình hay là những cái đối tượng tập hợp chi phí. Bằng cách là ở trên phần thống kê này anh chị sẽ chọn giúp em đến công trình. Trong trường hợp anh chị đang theo dõi theo công trình. Và chọn giúp em đến cái tháng mà anh chị cần kiểm tra. Bấm đồng ý. Nó sẽ hiển thị lên cho anh chị khá là chi tiết luôn, và có nhập kho như thế nào và xuất kho như thế nào. Thì đây là cái phần tổng hợp nhập xuất kho theo công trình. Và tương tự như các cái bảng kê xuất nhập xuất theo công trình cũng có luôn ạ. Và cái bảng tổng hợp chi phí theo đối tượng cũng có luôn. Thì ở trên phần này anh chị sẽ chọn giúp em thống kê theo và chọn công trình tương ứng. Thì lúc này mình sẽ chọn khoảng thời gian. Và nó, cái nào nó có phát sinh thì nó sẽ có cái số tiền, nó sẽ có cái số giá trị ở đây. Anh chị cũng có thể kiểm tra giúp em đối với các trường hợp như thế này nhé. Thì những cái phần này, báo cáo này và cách làm nó cũng đơn giản thôi ạ. Dạ, kính thưa anh chị, là vừa rồi anh đã hướng dẫn qua cho mình cách tính giá thành theo công trình và xem báo cáo có liên quan để biết được tình hình lãi lỗ theo từng cái công trình của mình. Thì nếu mà anh chị có vướng mắc ở bước nào có thể trao đổi giúp em dưới bình luận ở phía dưới thì bên em sẽ phản hồi lại ạ. Dạ, thì em kính chúc anh chị sẽ thực hiện các cái thao tác này một cách thành công nhất, và kính chúc anh chị sẽ có một ngày làm việc thật là tràn đầy năng lượng và gặt hái rất nhiều thành công ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở Calendar tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.